viên tiến triển hơn. Và ông xin chúc tôi cháu là đúng là trăm năm hạnh phúc bố mẹ thầy, ngày xuân thêm lộc hội thêm cành, chung vui ai họ cùng các cháu cầu đến xuân sau thấy cái thầy. Chúc cho hai cháu xin ngay con trai độc lập, xin thêm con gái thông trong cuộc đời tôn dung mãi mãi vui tươi, bách tiền dài lão cuộc đời nở hoa. Và xin trân trọng cảm ơn mọi người. Kính thưa toàn thể quý vị, vừa rồi là phần phát biểu trang dâu ngắn ngủn mờ mạc ân cần mà chất chứa đầy trách nhiệm của người cha người mẹ sinh thành ra cô dâu phương dung. Kính thưa toàn thể các cụ, các bà, cũng như toàn thể các quý vị thân mến, ai sinh con cũng lớn sinh lòng, và để rồi nuôi con lớn rồi còn lại chấp cánh cho con đi tìm hạnh phúc. Thưa quý vị thân mến, phần trách nhiệm của người cha người mẹ sinh thành ra cô dâu vừa rồi, những lời nói ân cần và lời trao dâu ngắn ngủi mộc mạc ân cần mà chất chứa đầy trách nhiệm. Người cha người mẹ nói rằng cô dâu thì về nhà chồng còn lớn nhưng mà khôn thì còn ít, ra thì các cụ dạy nhiều đúng không ạ, mà dạy mãi chẳng được thì dạy bằng roi đúng không ạ. Thưa quý vị thân mến, và đến giờ phút này để đáp lại tấm lòng tâm tư tình cảm của phái đoàn quan viên họ nhà gái, tôi được xin đại diện trân trọng kính mời một vị đại diện cho phái đoàn quan viên họ nhà trai nhận dâu và phát biểu từ quý vị thân, một tràng tay nồng nhiệt trước một chuyện cưới cho tôi ạ. Xin trân trọng cảm ơn. Alo, kính thưa quan viên hai họ nhà trai và nhà gái, kính thưa các quý khách, kính thưa toàn thể hội hôn, tôi là ông nội của cháu Tuân, xin tiếp thu ý kiến của ông nội của cháu Dung đã giao cho bên chúng tôi là nhà trai. Chúng tôi chưa biết gì, xin cảm ơn tất cả các cụ, các ông, các bà, quan viên hai họ và các quan khách và toàn thể hội hôn. Từ nay là cháu Dung là cháu dâu của chúng tôi, cháu Tuân cũng là cháu rể của tên Quốc Hoa. Vậy cho nên là gia đình chúng tôi vô cùng phấn khởi, xin biết ơn toàn thể hội hôn và xin chân thành cảm ơn. Thưa quý vị thân mến, phần trao dâu nhận dự rất vừa rồi phần vấn đề. Thưa cụ, hôm nay cụ nhận được một người cháu dâu xinh xắn, liên tục khỏe mạnh như thế này, cụ sung sướng quá đúng không ạ? Vâng, quá sung sướng đúng không ạ? Sung sướng lắm chứ. Hôm nay nếu mà còn một cơ hội nữa mà một trúng cái vé số 5 tỷ, cụ chọn 5 tỷ cho cháu dâu ạ. Có ngay ạ. Vâng, quý vị dành một tràng vỗ tay được không ạ? 5 tỷ. Và xin mời hai cụ bắt tay nhau bằng tình nghĩa thông gia. Vâng, xin một tràng vỗ tay quý vị. Và xin mời hai cụ bước vào trong nhà ăn chầu uống nước để chứng kiến nốt tình yêu cho con cháu đúng không ạ? Thưa quý vị thân mến, và đến giờ phút này, thưa quý vị, liên tục trở lại với chương trình hôm nay, tôi sẽ làm lễ chào nhận cưới cho cô dâu và chú rể. Thưa quý vị thân mến, rằng là đến giờ phút này, thưa quý vị thân mến, rằng chiếc nhẫn từ thuở xa xưa đến giờ không bao giờ có hình tam giác mà chẳng bao giờ hình vuông đúng không ạ? Từ ngày xưa khi chưa có là vàng thau mà phủ có các bà bằng nhẫn cỏ như nhạc sĩ Ngọc Sơn thường nhắc đến là nhẫn cỏ trao em trong cuộc đời. Thưa quý vị thân mến, chiếc nhẫn là luôn hình tròn, có điểm đầu không có điểm kết thúc, đó là biểu tượng tình yêu của con người. Và đến tận phút này tôi được xin nhiệt liệt mời chú rể Phong Tuân và cô dâu Phương Dung rời yêu nhau ra một chút đúng không ạ? Và hướng mắt về nhau đi, bốn mắt nhìn nhau tẽ lửa tình. Hôm nay cơn bão số 9 cấp 17 đùng đùng trở về quê Nam Hải yêu dấu đúng không? Và giờ phút này tôi được xin nhiệt liệt, tôi được trân trọng kính mời và quý vị hướng mắt lên sân khấu và chứng kiến tình yêu cho cô dâu và chú rể. Xin mời chú rể Văn Tuân trao nhẫn cưới cho vợ mình. Mày quay nhá. Vâng, rất là tuyệt vời rồi đúng không ạ? Và thưa quý vị thân mến, còn trên tay tôi đây là một chiếc nhẫn, đây là chìa khóa trái tim hạnh phúc của cô dâu. Đem tài sản thì mong giá trị vật chất thì rất là nhỏ bé, nhưng giá trị tình yêu và tinh thần không có gì có thể so sánh được đúng không ạ? Vâng, vật chất thì nhỏ lắm, đây là những đồng tiền ngày xưa mà cô dâu còn nhỏ. Ba mẹ cho tiền mua xôi sáng mà kém út chị không mua, quyết định tích tiền cho một lần, tạm biến giờ phút này mua nhẫn tặng chồng. Thưa quý vị thân mến, hôm nay trên sân khấu có hai chàng trai, cô dâu Phương Dung chào cho ai thì tùy. Và giờ phút này tôi xin nhận bạn chọn ra đúng nhất trên sân khấu hôm nay. Dành một tràng tay nhiệt liệt được không ạ? Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn. Còn một cái phần tiếp theo nữa là anh thân mến, rằng là anh Tuân thân mến, trong ngày cưới như thế này anh có cái nhiệm vụ phải tặng cho vợ mình một nụ hôn nồng thắm. Anh sẵn sàng chưa? Chắc là cái này không bao giờ thiếu được đâu, trong bất kỳ ngày vui nào sẵn sàng rồi đó, sẵn sàng bao nhiêu năm đợi chờ đúng không ạ? Tôi được xin hỏi chú rể năm nay bao nhiêu tuổi?
31. Ờ, chữ gì? 28 chuẩn bị đến đầu tiết trời rồi đúng không? Thưa quý vị thân mến, và đến giờ phút này 28 năm nay đợi chờ một nụ hôn này, chắc cảm nhận ra nó khác như thế nào? Khác cái nụ hôn mà mẹ hôn mình không? Đúng không? Hôm nay chính là mình có vợ người mình yêu dấu rồi. Ngày xưa mẹ hôn còn chọc chọc mà cảm thấy là nó ấm, nhưng hôm nay mẹ hôn có cái xe xe lạnh, có cái nâng nâng còn hôn mẹ. Đúng không? Thế rồi, giờ phút này tôi xin đại diện cô dâu sẵn sàng đón nhận chưa? Ngon. À, nụ cười này không cần phải trả lời rồi. Tôi này bắt nhịp cho anh chị đã nghe thấy huyền thoại Romeo và Juliet chưa? Họ hôn nhau cái nổi tiếng từ phía Tây tràn về châu Á đến giờ phút này. À, tôi được xin hỏi anh một câu như thế này, cô dâu thân mến. Cái này là cái đẹp. Em thường ngày xưa các cụ mà tán nhau ấy, họ đứng cách nhau 15 mét. Mấy ông tuần sát ruột anh ơi. Cái con chuột đằng sau lấy ruột cái các cụ tưởng là người. Chạy mất cả dép. Và đến ngày hôm nay thì không còn ngày như thế nữa. Nhanh anh ơi. Đẹp. Tôi nói mật với mật với anh một điều như thế này đúng không? Hôm nay tôi được xin hỏi anh một câu như thế này, anh đến tán vợ anh mà anh chưa xin phép bố mẹ vợ đã là hôn vợ chưa? Hôn chưa anh? Tuần. À cái này, anh em cái này là tôi yêu là tôi phải có rồi nhưng tôi chưa tin rồi. Quý vị có tin không? Tôi tin 50-50 rồi. Còn bây giờ nhìn họ hôn nhau giống phim trưởng hộ công an quốc chuyên nghiệp không biết liền. Thưa quý vị thân mến, rằng anh chị hãy quay về nhau một góc 90 độ, bốn nhau tóc tén như tình. Bao giờ tôi hôn 1-2-3 mới được hôn đúng không ạ? Tôi nói với anh một câu như này, nếu hôm trong bóng tối tôi thu anh chị, nếu hôm ban ngày tôi chuyên nghiệp lắm nên tôi mắt cho anh chị hôn nhau. Chú rể ra ngay đây cánh vịt ra. Cô dâu đâu quay về chồng mình, anh quay về ban tổ chức thì tùy đấy. Vâng. Hai tay cô dâu để vẫy áo chồng mình, không phải ngại nếu tối này có gì mà ngại, và anh ấy rét quá đúng không ạ, rét giữa buổi hè. Hai tay để mà em chồng mình nha. Chú rể tay trái để lên cổ cô dâu, tay phải để lên bàn tay vuốt nhẹ thôi. Đây thần kinh cảm giác tê liệt rất tuyệt vời. Tôi hôn 1-2-3 chị hôn nhau nhanh như chớp về 3 tiếng thì tùy. Quý vị chuẩn bị chưa? Chuẩn bị ghi chưa? Các em nhỏ rồi, dưới 16 tuổi nhắm mắt lại tránh tình trạng bị phê rồi đấy ạ. 1-2-3 bắt đầu. Hôn đi ạ. Rất tuyệt vời ạ. Và anh sẽ là người đàn ông của mình em. Hôm nay cô dâu tối nay thì tha hồ. Vâng, biết hơi ấm của chồng mình ra sao rồi đúng không? Tuyệt vời cái cảm nhận như thế này. Thưa quý vị thân mến, tôi nói chuyện là chia sẻ với anh Tuấn, với chị Phương Dung và cùng toàn thể các quý vị như thế này đúng không ạ? Cách đây là chưa đầy một tuần trước tôi tổ chức một cái đám cưới ngoài Trường Yên ấy. Mà một cái đám cưới này tôi để đáng nhớ hơn 20 năm đi vào nghệ thuật âm nhạc đúng không ạ? Tổ chức cho một cái đám cưới mà chú rể năm nay 76 tuổi, cô dâu 72 tuổi. Vâng, tiền đạo còn 3,5 rồi ạ. Các cô công các bà đừng có cười, đây là cái đám cưới vàng mà anh chị còn phải học hỏi đúng không? Thế là con cháu đứng ở dưới, cô dâu chú rể đứng ở trên, chân thì run vạch vạch vạch, rồi con cháu nó đông quá nó bảo thế là ông cũng của ông tiền đạo ông đi còn hết ông con ba cái, ông bảo thế này này cả bố cả mẹ nhà thưa ông còn cả mẹ sao cô bảo ông làm nhiều vào bây giờ ông yếu nào kéo được. Thế là ông cái bà cụ ba bảo thế này, ông lão ơi trời nấy ông lão dân lại chụp tuổi nhé ông ơi, bây giờ là cháu nó còn bảo làm một cái thì làm. Thế là quay lại anh chát một cái bà cụ ngoài cái mồm lên cái răng trắng trắng, bà cụ hỏi là cái đấy là của tôi hay của ông? Thế ông cô bảo bà ơi bây giờ bà bảo tôi sợ tôi còn biết chứ bảo tôi nhìn tôi mắc kém nhưng sao được. Thế là anh bà quay vào đánh chát cái lửa chung lại, cái mà tôi là chẳng còn cái nào trong mồm nữa. Thế anh chị có biết rồi, hạnh phúc là như thế đúng không? Tôi chúc cho anh chị đầu bạc sang lông, lưng còn vẫn ôm nhau tha thiết 78 tuổi rồi vẫn yêu nhau. Tối nay anh chị và cơn bão số 9 giật cấp 17 được cùng trở về nguyên Nam Hải. Nhưng anh chị phải tuân thủ theo cái quy định ăn ngủ nghỉ đúng giờ. 23 giờ tối ngày hôm nay không được chuyện to nhỏ hay là kéo thoi kéo quẹt mà ảnh hưởng đến bà con lối xóm mất ngủ đúng không ạ? Chúc cho anh chị và sinh một nam một nữ đừng vượt cái ai của gia đình của Nam Hải cơ dầu đúng không ạ? Và giờ bữa này tôi được xin nhận diện. Thưa quý vị thân mến và công trang nghĩa mẹ sinh thành ai cũng vậy đúng không? Và đến giờ phút này tôi được xin nhận diện sự đặc biệt nhất của anh chị ngày hôm nay. Đó là món quà của bố mẹ chú rể dành đến cho con dâu và con trai của mình trong ngày hạnh phúc. Tôi được xin nhận diện. Xin mời món quà của bố mẹ chú rể đó ạ. Nên để trao đến cho hai con và xin mời toàn thể các quý vị. Chúng ta ngồi ăn chấu nước. Hùng mày trao gì thì trao đây. Anh muốn trao cả đất. Anh trao đây, Tuấn trao luôn đi thay mặt bố trao luôn. Anh trao đấy. Kinh ngàn. Anh cầm mũi cái nhẫn này kìa.